Rồi, hôm nay lên cái con cải tiến này nè, cho anh em nào đam mê mua về độ chế anh em ơi. Con này độ chế thì bá cháy bút chét luôn. Đó, con này cũng là hai cầu nha, hai cầu. Nhưng mà con này cũng hai cầu luôn, nhưng mà hai con mỗi con thì nó mỗi cái công việc chức năng nha anh chị nha. Hai con đều đi rừng nhưng mà con này thì cầu nó thì phải nói là khủng bố luôn em ơi. Lấy nét. Đó, trời ơi cái cầu xà nhíp luôn nha anh chị nha. Đó. Đặc biệt con này nó hơn cái con hai cầu kia là mà xài nhíp trước nhíp sau và thắng lần 4 bánh nha anh chị nha, còn con kia thắng 2 bánh thôi. Ừ. Con này mà anh chị nào đang đam mê này mua về sẵn mình nó có những cái hệ thống rất là vừa ý rồi, vừa địa hình ở Việt Nam rồi thì mình về mình độ lên đó, độ ben độ cẩu gì đó rất là ok luôn. Cầu này anh em thật sự nó rất là bự nha, bự hơn cái con ba cầu 10 bánh của em luôn á. Trời ơi, nhíp trước nhíp sau luôn, nó treo một cái hộp số ngay đây chà bá luôn nè. Cái con ba cầu 10 bánh với lại cái con hai cầu kia cái hộp số nó chắc bằng cái son anh em, còn hộp số này nó phải bằng cái thùng phi. Số bự lắm nha anh em. Cầu này cầu nó gọi là cầu trời luôn, chạy trước y như là thắng đĩa luôn sau ấy chứ. Đó. Anh em đó, cái cục trắng trắng ở trong cái tông bua ha, nó xài như là nó thắng đĩa luôn, kiểu như thắng đĩa vậy, nhưng mà không phải anh em. Xe mà có thắng trước thì rất là hiếm nha anh chị nha, hầu như xe Nhật Bản về nó chỉ thắng sau thôi chứ không bao giờ có thắng bánh trước đâu. Con này nó thiết kế là thắng trước luôn, thắng trước và thắng sau luôn, xài nhíp toàn bộ. Nhìn cái tông bu nó khủng bố luôn em ơi, quá to to luôn. Nói chung thật sự nó nhìn nó xét xét thì nhìn nó vậy thôi em, còn cái này thì đánh ra thì mình sơn lên thì nó mới thôi, quan trọng gì đâu. Đó. Thay vì anh em mua mấy con xe đóng mới trăm mấy chục triệu, em mua con này về độ đi, rất là rẻ luôn. Đây máy xăng nè, không thích dục cái máy xăng ra à, gác máy dầu ba máy bốn máy gì đó tùy anh em, tầm 20 mấy ngựa là ok rồi nha, lái trợ lực. Đó, ghế ngồi hai ghế luôn, hai ghế hai bên luôn. Con này em mà có thời gian là em lên ben luôn anh em, lên ben lên cẩu luôn, đóng cẩu đóng ben luôn, gác máy dầu luôn. Con này lên rồi, thật sự đỉnh luôn. Còn chuyện xét thì không quan trọng đâu nhé, đồ này về sơn phát ton. Đó, cái thắng bánh trước anh em, cái cục nó cục dầu á, đây như cục heo Rambo, nhìn ngầu ghê luôn, quá đã, bánh bự khủng khiếp luôn. Bánh này bánh 715, con này dài tổng chiều dài là 4m1, thùng nó tầm 3m anh em. Đó, qua anh em hỏi rất là nhiều, máy này nổ rồi nha, nổ im lắm luôn, im ru luôn anh em. Trời ơi, cái máy bốn máy Nissan, Nissan nha anh em, da băng nổ cực kỳ là im luôn. Trời, nó im ru luôn. Đó, về mình để về mình chạy cũng được, khi nào máy này nó hư thì vứt ra, mua máy dầu 10 triệu mười mấy triệu đó, tùy theo mình gắt máy xịn máy bình thường thôi, máy bình thường tầm 10 triệu anh em. Đó, máy xịn thì mười mấy triệu. Đó, mua về gắt lên cái máy rất là rẻ nha, chủ yếu anh em mua được cái xác xe nó ngon này, còn anh em mua cái máy để bèo máy quá rẻ luôn. Đó, như con này nè anh em, động cơ Isuzu ba máy dầu này, con này nó không có thắng trước đâu, cầu nó nhỏ hơn cầu con kia nha. Đó, không có thắng trước, không có thông bua trước. Đó, không có nhíp luôn nha, không có xài nhíp. Đó, chỉ xài là so nhúng trước thôi anh em. Này hộp số nó nè, hộp số treo nó nè. Đó, chút ép chứ mấy, bên kia chà bá luôn. Này bánh 26 có tời, có trợ lực, cũng cùng cha khác nội với con này nè. Đó, con này bao nổ bao chạy luôn, giá hơn 50 thôi anh em.
giá hơn 50, quá là rẻ. Rồi, chị quan tâm liên hệ nha.